nam ca sĩ Quang Dũng. Xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Và ngay sau đây, Quang Dũng xin được mời quý vị cùng nghe một bài hát. Vào những năm 90 thì người Việt Nam của mình rất là mê những cái phim như là Sớm Vắng, Dòng Sông Ly Biệt, vân vân. Thì đêm nay Quang Dũng xin được mời quý vị cùng nghe bài hát trong nằm trong bộ phim Sớm Vắng, xin được ca khúc được mang tên Người Yêu Dấu Ơi Nhặt Nhặt Lời Việt. Quá dài, mưa đã rơi mùa khơi, mưa tơi bời. Từng giọt mưa rơi trên mái ngói, nghe như lời, lời tôi khóc cho tôi. Ngồi chờ ngồi mong, bước chân ai về? Người về bên tôi. Một đêm không mưa gió, một cuộc tình não nề, cho hết đi sầu thương tôi không còn, còn lặng câm. Đêm đêm khóc lóc như mưa rồng, tình chưa chết trong tim. Người tình ơi hỡi ơi, trở về đây với tôi, nếp bên bờ vai. Bên tôi hay ngồi và nói những câu buồn buồn và vuốt mái tóc cho tôi, dù chỉ là những câu nói dối với tôi, nói lên câu ân tình, tình đã chết theo với người. Ngồi chờ ngồi mong bước chân ai về. Người về bên tôi, một đêm không mưa gió, một cuộc tình nào nề, cho hết đi sâu thương tôi không còn, còn lặng câm. Đêm đêm khóc lóc như mưa rồng, tình chưa chết trong tim. Người yêu dấu ơi, sẽ nhớ nó đâu, nói câu biệt bên tai tôi còn bằng tiếng đơn đau, còn người mới ép trong nhớ cuộc đời thoáng tràn chứa những trăng sao, không như cơn mưa rào, tình đã chết theo với người. Người yêu dấu ơi, sayonara, nói câu biệt ly bên tai tôi còn bằng tiếng. Với người.
Nam ca sĩ Quang Dũng. Một lần nữa, nữ ca sĩ Thanh Thảo. Chưa kịp. Xin quý vị dành một choáng tay cho sự trở lại của Thanh Thảo. Wow. Wow. Cái bộ đồ này đẹp quá quý vị ơi. Thanh Thảo biết rằng là quý vị mà nghe Quang Dũng hát ít như vậy thì chắc chắn là không bao giờ đủ hết trơn á. Nhưng mà vì là chương trình á, rất là hiếm khi có dịp mà Quang Dũng, Thanh Thảo đứng cùng sân khấu với nhau. Cho nên là... Rồi anh hát đi, em đứng kế bên, anh hát một câu đó đi dạ. Nửa bài cũng được anh, dạ. Để rồi từ đó tay về không ai ngờ, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn. Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn. Thank you. Vô để cho anh hát hết nguyên bài mà anh chưa hát. Thật sự là vì không có kịp thời gian. Và ngay sau đây cùng với Thanh Thảo xin được mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà được mang tên Vị Ngọt Đôi Môi. Sao biết ai luôn chân thành trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối, xin hãy cứ
yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng, muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm bên ngày ngơ đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu chồng luôn muôn nghìn kia vẫn yêu một mình em thôi. Vẫn yêu. Một mình thanh thảo thôi. Yeah! Thank you! Xin một chào hát tay cho đêm nhạc đêm nay ạ. Son, son! Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tin ra lối bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng, một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng, muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng giờ đến kề ngày ngất đắm say vì còn đôi môi. Cho dù mai vẫn đổi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu chồng luôn muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình em thôi. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm bên ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù bạn chịu chậm lối muôn nghìn kia vẫn yêu một mình em thôi. Vẫn yêu. Nữa hả? Một mình em, một mình em thôi. Thưa quý vị, Hoàng Dũng và Thanh Thảo xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank và kính thưa quý vị, Quang Dũng và Thanh Thảo vừa chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin thay mặt cho ban nhạc và tất cả các anh chị em nghệ sĩ xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị và xin hẹn quý vị lại ngày 20 tháng 11. Xin kính chúc quý vị ngủ ngon and good luck.